Xin kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị theo dõi những tin tức về tình hình trật tự an ninh xã hội đáng chú ý ngay sau đây trong phần Nhật ký 141. Chúng tôi xin mở đầu bản tin ngày hôm nay bằng thông tin Công an quận Cầu Giấy đã tìm thấy chủ sở hữu chiếc xe máy. Nếu quý vị biết hay là chủ sở hữu hai xe máy trên, liên hệ với cán bộ điều tra đồng chí Nguyễn Minh Phương, Công an quận Cầu Giấy qua số điện thoại 0439 398 219. Sau 30 ngày kể từ ngày ra thông báo trên, nếu không ai đến, Công an quận Cầu Giấy sẽ giải quyết theo luật định. Sau một thời gian dài đấu tranh theo dõi, Công an thành phố Hồ Chí Minh đã triệt phá thành công một kho vũ khí, công cụ hỗ trợ số lượng rất lớn tại căn nhà nằm trên đường 23, xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi. Thu giữ tang vật là hơn 2.500 cây đao, kiếm, lưỡi lê, mã tấu các loại, hơn 700 súng điện, roi điện, 93 súng bắn đạn bi và hàng trăm bình xịt hơi cay. Chủ cơ sở này là hai vợ chồng Phạm Thành Long và Vũ Thị Diệp, cùng trú tại thành phố Hồ Chí Minh. Các đối tượng khai nhận bắt đầu buôn bán mặt hàng này từ tháng 7 năm 2017. Nguồn hàng được mua lại từ người chưa rõ lai lịch và kinh doanh dưới hình thức đăng tin ra bán trên mạng xã hội. Công an tỉnh Đồng Nai vừa tạm giữ Nguyễn Tấn Phước, đang là trung úy công tác tại Phòng Cảnh sát Giao thông Công an tỉnh Đồng Nai để điều tra về động cơ giết người. Nguyễn Tấn Phước là nghi can trong vụ nổ súng bắn chết anh Bùi Viết Hải vào tối qua tại một nhà trọ trên khu phố 6, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Bước đầu xác định nguyên nhân anh Hải tử vong là do một viên đạn bắn xuyên từ thái dương trái. Sáng nay, Phòng Cảnh sát Hình sự Công an tỉnh Sóc Trăng phối hợp cùng Cục Cảnh sát Hình sự đã bắt được Lê Văn Ri, 71 tuổi, là nghi phạm sát hại dã man của bà Nguyễn Thị Năm, 79 tuổi và con gái của cụ là bà Võ Thị Phượng, 45 tuổi, cùng trú tại xã Trinh Phú, huyện Kế Sách, tỉnh Sóc Trăng. Theo lời khai của đối tượng, do mâu thuẫn cá nhân, khoảng 23 giờ ngày 5 tháng 1, đối tượng đã lẻn vào nhà, dùng dao sát hại cụ Năm và bà Phượng. Sau khi gây án, nghi phạm Di bỏ trốn về thành phố Hồ Chí Minh. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra để xử lý theo pháp luật. Tối qua, trên địa bàn xã Ea Hua, huyện Buôn Đôn, tỉnh Đắk Lắk vừa xảy ra một vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng khiến 5 người thương vong. Chiếc xe bán tải mang biển kiểm soát 47C-16086 lưu thông trên tỉnh lộ 1 theo hướng thành phố Buôn Ma Thuột đi huyện Ea Súp, tỉnh Đắk Lắk, chở theo 5 người, trong đó có 3 trẻ em, đi với tốc độ cao rồi mất lái đâm vào gốc cây ven đường. Cú đâm cực mạnh khiến phần đầu xe bị bẹp rúm, người đàn ông ngồi phía sau xe tử vong tại chỗ, ba cháu nhỏ và lái xe bị thương nặng. Sau khi vụ tai nạn xảy ra, người dân đã đến phá cửa kéo các nạn nhân ra ngoài và đưa đến bệnh viện đa khoa tỉnh Đắk Lắk cấp cứu. Thưa quý vị và các bạn, thời gian gần Tết Nguyên đán thường có tình trạng trộm cướp gia tăng. Đáng chú ý là các cơ sở kinh doanh các mặt hàng có giá trị cao như vàng bạc hay tiền tệ. Vì vậy, các chủ cơ sở này cần tăng cường cảnh giác và chủ động có các biện pháp phòng ngừa tội phạm. Đây là hình ảnh một vụ cướp vàng táo bạo đã xảy ra khi chủ cơ sở lơ là cảnh giác. Kẻ gian đã táo tợn xông thẳng vào cướp số vàng trong khi người bán hàng không kịp phản ứng. Càng gần tới thời điểm Tết, tình trạng này càng có nguy cơ xảy ra. Phường Bùi Thị Xuân, quận Hai Bà Trưng là nơi tập trung rất nhiều ngân hàng, cơ sở kinh doanh vàng bạc dễ là mục tiêu của các loại tội phạm. Lực lượng công an phường thì cũng thường xuyên làm việc với cơ sở vàng bạc đá quý phú quý để đôn đốc cũng như là đào tạo phương án xử lý và đối phó khi xảy ra tình hình trộm cướp. Việc trang bị các thiết bị an ninh hiện đại như camera hay các thiết bị ghi hình đầu cuối, đồng thời phối hợp tốt với lực lượng công an để cung cấp thông tin, nâng cao tuyên truyền là những biện pháp hữu hiệu nhằm bảo vệ và phòng tránh các loại tội phạm này. Công an phường Bùi Xuân nghiêm túc thực hiện kế hoạch 72, định kỳ hàng tháng có kiểm tra cơ sở và có yêu cầu cơ sở bổ sung danh sách nhân viên, định kỳ kiểm tra các hệ thống phòng ngừa như camera, chuông báo động, xác minh 100% số người lao động tại cơ sở để đảm bảo quá trình mình hoạt động không để xảy ra những vụ việc liên quan đến phòng ngừa trộm cướp tiệm vàng. Tháng giáp Tết được coi là tháng củ mật, thời gian các đối tượng trộm cắp tăng cường gây án. Vì vậy, các cơ sở kinh doanh vàng bạc, tiền tệ trong thời gian này cần đặc biệt lưu ý không giao dịch vàng bạc với số lượng lớn ngoài phạm vi cửa hàng. Vận chuyển vàng bạc nên sử dụng ô tô, nâng cao ý thức phối kết hợp với cơ quan công an trong việc cung cấp thông tin khi phát hiện sự việc bất thường, tránh để trở thành mục tiêu của tội phạm trộm cướp, cướp giật. Thông tin vừa rồi cũng đã khép lại bản tin của chúng tôi ngày hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi. Các bạn có thể xem lại những bản tin đã phát sóng trên fanpage hoặc kênh YouTube Bản tin 141. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ này ngày mai.